Xin kính chào quý vị và các bạn. Và bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Gần 170 trẻ em đã có một phiên đối thoại sôi nổi với lãnh đạo Đảng và Nhà nước về rất nhiều vấn đề mà các em quan tâm như phòng chống xâm hại trẻ em, an toàn trên môi trường mạng. Hàng trăm nghìn hộ dân miền Trung thiếu nước sinh hoạt vì nắng hạn kéo dài trong những ngày qua. Sinh kế của nhiều người cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiểu mục Văn hóa Việt hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế và tìm hiểu về nghề làm gốm truyền thống tại đây. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Thừa Thiên Huế vì những thành tích xuất sắc đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Thừa Thiên Huế là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày về văn hóa, chiều sâu về lịch sử, có truyền thống đáng tự hào về tinh thần yêu nước và đấu tranh cách mạng. Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chú trọng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tri thức, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành đô thị di sản với định hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản cố đô Huế. Cùng với đó, Thừa Thiên Huế cũng cần gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 8, gần 170 trẻ em đã có một phiên đối thoại sôi nổi với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cuộc đối thoại này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Trẻ Em Quốc gia lần thứ 6. Diễn đàn năm nay có chủ đề Trẻ Em Lên Tiếng, Trẻ Em Khởi Xướng, Trẻ Em Cùng Hành Động, với mục tiêu giải quyết những vấn đề liên quan từ góc nhìn của trẻ em. Các em đã cùng thảo luận và đưa ra nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và các vấn đề khác mà các em quan tâm. Nhóm cháu đã đưa ra những khuyến nghị như là quan tâm hơn, đưa ra nhiều điều luật để giám sát và quan tâm các bạn. Chúng cháu mong là nhà trường cũng như là nhà nước sẽ giám sát và theo dõi chặt chẽ hơn việc hoạt động trên mạng xã hội, và cũng mong là tự bản thân các bạn trẻ em chúng cháu sẽ ý thức được việc tham gia mạng xã hội một cách có trách nhiệm và an toàn. Hãy để cho cuộc sống của chúng ta xả rỡ những cái hành vi xấu như là xâm hại tình dục hay là bạo lực học đường, và hãy để trẻ em sống trong một môi trường an toàn và được phát triển một cách toàn diện nhất quyền của trẻ em. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ ngành đã dành trọn 3 tiếng đồng hồ để lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của các em và trả lời các câu hỏi. Hãy bằng những cái việc làm thật là cụ thể, thật là thiết thực. Hãy đừng để những lời kêu gọi, những thông điệp chỉ ở hội nghị, chỉ ở trên giấy, mà hãy đi vào cuộc sống. Sau diễn đàn, kiến nghị của các em sẽ được chính thức gửi tới các tổ chức xã hội, các nhà hoạch định chính sách, chính phủ và chính quyền các địa phương. Ngoài sự kiện quan trọng diễn ra sáng nay, các em còn được tham gia vào những hoạt động ý nghĩa khác như viếng lăng Bác, tham quan nhà Quốc hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ngày 17 tháng 8, phát biểu tại hội nghị lần thứ 7, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao cơ chế hợp tác giữa ba ủy ban đối ngoại của Quốc hội trong nhiều năm qua, khẳng định cơ chế hợp tác này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ba quốc hội một cách sâu sắc và thiết thực hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được của ba nước trong khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam trong 20 năm qua là rất to lớn, giúp các địa phương thu hẹp khoảng cách phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực. Được biết, trong những năm qua, 13 tỉnh trong khu vực tam giác phát triển đã rất nỗ lực hợp tác, đầu tư, tăng cường cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường. Hiện hoạt động đầu tư vào khu vực này đang ngày càng sôi động. Đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đã đầu tư vào các tỉnh của Lào và Campuchia trong khu vực là 116 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị, trong bản di chúc chỉ hơn 1.000 chữ trên mấy trang giấy mỏng, nhưng đã có đến 17 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc tới từ nhân dân. Với người nhân dân luôn là gốc, người luôn căn dặn mỗi một cán bộ đảng viên, việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ cũng nên cố gắng làm. 50 năm qua, thực hiện những căn dặn của Bác, các địa phương trong cả nước đã có nhiều việc làm thiết thực để không ngừng chăm lo và tạo điều kiện cho nhân dân phát huy tốt hơn vai trò làm chủ của mình. Câu chuyện đẩy mạnh cải cách, xây dựng nền hành chính phục vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây là một ví dụ. 5 giây sau khi chụp, bức ảnh phản ánh vi phạm trật tự lòng lề đường đã được chuyển đến đội quản lý trật tự đô thị quận Bình Thạnh. Không phải tranh cãi vì đã có hình ảnh và thời gian thể hiện vi phạm rõ ràng trên ứng dụng. Người vi phạm tự giác khắc phục, còn các hộ kinh doanh khác cũng lấy đó làm bài học. Làm như vậy thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với những hình thức bình thường mà cho người đi tới lấy đồ hay này kia. Gần 7.500 thông tin phản ánh từ chính người dân trong năm vừa qua thông qua ứng dụng này đã giúp Bình Thạnh nâng cao hiệu quả lập lại trật tự đô thị. Ở Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có quận Bình Thạnh, tại quận 7 chỉ với chiếc điện thoại di động là người dân có thể giao dịch các thủ tục hành chính thông qua trang web dịch vụ công trực tuyến. Hay như tại quận 12, nhờ có sự liên thông giữa cơ quan thuế và tài nguyên môi trường thông qua phần mềm điện tử nên người dân chỉ phải mất một lần đến quận làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay vì phải đi ít nhất 3 lần như trước. Đối với công việc thì có thể là tăng lên. Tuy nhiên, để mà đạt được cái sự hài lòng của người dân thì cán bộ và lãnh đạo phải sắp xếp và phân công cho nó hợp lý. Từ những thay đổi này, 99% hồ sơ dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố đã được giải quyết đúng hẹn. Năm nay, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông sở ngành, phấn đấu nâng tỷ lệ dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3-4 lên 40% để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Trong cái đúng hạn này ở phường xã thì nhiều cái làm tương đối thuận lợi, quận huyện cũng thuận lợi, nhưng cái nào dính cả quận huyện, cả sở ngành, cả ủy ban là qua ba cầu này á là còn khó khăn, thời hạn chưa đảm bảo. Năm nay đặt yêu cầu là cái quy trình liên sở ngành quận huyện này á là cũng phải có thời hạn và phải phấn đấu là 90% đạt đúng hạn. Đây là một thách thức đấy, nếu không đặt yêu cầu thế này thì không gọi đột phá được. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và cải cách hành chính không chỉ là điều kiện cho việc xây dựng đô thị thông minh đầu tiên của Việt Nam, mà còn là tiền đề để thành phố mang tên Bác chăm lo ngày một tốt hơn cho nhân dân như lời căn dặn của Bác. Đã 74 năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhưng những ký ức về ngày chiến thắng vinh quang và hào hùng ấy vẫn khắc ghi trong lòng của hàng vạn nhân dân thủ đô. Để đi đến giây phút tổng khởi nghĩa toàn dân đó thì không thể không kể đến những tờ truyền đơn đã âm thầm lan rộng ngọn lửa cách mạng và ý chí đấu tranh cho nhân dân. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện phía sau những tờ truyền đơn đó qua phóng sự sau đây. Hỡi đồng bào, Việt Nam độc lập, đánh đuổi Nhật Pháp. Đây là những khẩu hiệu trên rất nhiều tờ truyền đơn thời kỳ trước cách mạng tháng 8 1945 hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Qua nhiều thập kỷ, có bản đã sờn rách, chữ phai nét, nhưng phần lớn vẫn giữ được nguyên vẹn nội dung, khí thế hừng hực đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta thời bấy giờ. Đi đầu trong công tác tuyên truyền thời đó là những chàng trai cô gái chỉ mới 18 đôi mươi của đội thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu, hàng ngày vẫn bí mật in ấn và mang những tờ truyền đơn nhiệt huyết đấy đến mọi ngóc ngách của Hà Nội. Cách mạng thì phải vận động quần chúng, thế ngoài cái việc tuyên truyền miệng thì thường thường những cách phổ thông nhất là bằng truyền đơn. Nhiều tốt pháp, đấy, nhiều tốt giải, nhưng mà giải cùng một giờ nhất định để cho địch khỏi trở tay kịp và muốn bắt cũng khó. Mình để trên nóc ô tô, thế rồi khi ô tô chạy thì nó tung lên, thì đồng bào nhận đón. Thế còn một cách phát nữa, tức là phát ở trong những cuộc meeting, thì sau khi mà diễn thuyết xong nữa, thì mình tung trên đường. Thì cái diễn thuyết thì mình chỉ có thể trực tiếp trong vòng 50 phút thôi. Thế cho nên là muốn lưu lại cái gì đó thì phải lưu lại bằng giấy, tức là bằng những cái tờ truyền đơn. Những tờ truyền đơn chính là sợi dây liên lạc giữa tổ chức yêu nước và nhân dân cả nước. Câu chữ in trên truyền đơn áp phích phải ngắn gọn xúc tích, sao cho khái quát nhất về chủ trương hoạt động của Việt Minh. Và những tờ truyền đơn cũng xuất hiện trong thời khắc lịch sử ngày 17 tháng 8 năm 1945, khi ta phá vỡ buổi meeting của chính quyền Trần Trọng Kim tại quảng trường Nhà hát Lớn, nay là quảng trường Cách mạng tháng 8, bằng những lời hiệu triệu mang đầy tinh thần thép. Cái hôm đó tất cả các tổ chức cứu quốc của mặt trận Việt Minh thành phố Hà Nội đều đi dự hết, và đồng thời mỗi người mang một cái lá cờ con, cờ lược sao vàng đấy, bằng giấy và một ít truyền đơn. Trước cái cao trào lúc đó
cái không khí hôm đó, chỗ này ủng hộ, hô ủng hộ Việt Minh, chỗ kia hô Việt Nam độc lập, thì tự nhiên nó thành một cái cao trào và đồng bào vừa đi vừa hò hét. Trực tiếp chứng kiến khí thế hừng hực của nhân dân Hà Nội ủng hộ Việt Minh, Thành ủy tiến hành tổng khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 để không lỡ mất thời cơ. Cuộc tổng khởi nghĩa ngày đó đã giành chiến thắng mà không hề đổ máu, không hề tốn một viên đạn. Chính nhờ những đoàn viên trẻ, những tờ truyền đơn truyền đi ý chí, tinh thần dân tộc ấy mà hàng vạn người dân Hà Nội đã đứng lên giành chính quyền. Để rồi ngày 2 tháng 9, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dưới bầu trời xanh của sự tự do. Hàng trăm nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt vì nắng hạn kéo dài tại miền Trung. Chỉ riêng hai tỉnh Phú Yên và Bình Định đã là gần 25.000 hộ. Không những thế, sinh kế của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoa màu chết khô, nhiều hồ đầm bị cạn nước. Những cảnh tượng mà người dân Nam Trung Bộ hiếm khi nào phải chứng kiến. Đầm Trà Ổ rộng đến 1.200 ha, nằm dọc dài 4 xã ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là nguồn sống của gần 1.000 hộ gia đình. Vậy nhưng đã trơ đáy từ nhiều tháng qua, các loại hải sản đã không thể sống được. Hai tháng qua, việc khai thác đánh bắt của nhiều ngư dân sống quanh đầm phải dừng lại. Thuyền neo bến, đầm cảng cũng ngần ấy hộ gia đình mất việc, mất luôn nguồn thu. Năm nay là hơn năm nào hết, giờ ở đây nó đói ghê lắm, không có một cái... Không có một con tôm, con tép mà bây hôm là còn cạn và nó còn moi được, thả còn được. Còn nay cạn không có gì hết. Chưa năm nào nguồn nước ở miền Trung lại khô cạn như năm nay. Trời không mưa nhiều tháng liền, đã vậy nắng nóng kéo dài, khiến sông suối đầm vịnh cạn nước càng nhanh. Ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, hộ nào cũng dựa vào vụ lúa hè thu để có lương thực cho mùa mưa tới. Nhưng trong hơn 865 ha xuống giống ở Hòa Thịnh, đã có 625 ha mất trắng vì khô cháy. Nhà ông Dũng làm hai đám, nhưng cả hai đám đều giờ phải cắt bỏ cho bò vì nguồn nước đã không còn để cứu lúa. Đấy, không thu được hộ nào đây rồi, nó lấy gì làm ăn để đắp đấu trong cái mùa lụt đây. Bây giờ trong dân tất cả mọi người ai cũng vậy, cũng xôn xao tấu ăn ngủ không có được có đồ trời. Nắng hạn đã khiến cho cuộc sống của người dân nhiều xã miền núi tỉnh Phú Yên rơi vào bế tắc. Bế tắc bởi bao nhiêu tiền dành trụm, thậm chí vay nóng đầu tư cho vụ mía và trồng rừng. Nhưng hạn hán đã lấy đi của họ tất cả. Gần 2.000 ha mía, 2.500 ha rừng trồng của nông dân đã chết khô như thế này. Và nhận định của cơ quan chức năng là không còn khả năng được phục hồi. Thời tiết như thế này thì không thể nào mà trả nổi, nông dân không có thể thu hoạch được mà cũng không trả nổi cái đầu tư của nhà máy được. Thưa quý vị, những chiếc camera như thế này đang được lắp đặt để giám sát đồng ruộng và người tiêu dùng có thể vào ứng dụng trên điện thoại hay là vào trang web để theo dõi quá trình sản xuất của nông dân trồng lúa. Việc ứng dụng công nghệ này đang được thực hiện tại hai hợp tác xã trồng lúa ở tỉnh Đồng Tháp là hợp tác xã Thuận Tiến và hợp tác xã Tiến Cường. Nông dân ở đây đã thực sự thay đổi tư duy về sản xuất sạch. Tính hỏi cái chỗ mà thưa là bị sao mà thưa dữ hả? Dịch sâu rồi, nó đang quần á, mình giữ không được, nó ra không e á. Nó quần, nó rổ, nó ngốc á. Một chiếc camera nhỏ nhưng đã tạo nên sự thay đổi lớn. Nông dân làm ruộng dưới máy quay, chấp nhận sự giám sát 24/7 và sẵn sàng trả lời những thắc mắc nhỏ nhất. Với bà con, trồng lúa vẫn có thể sống được nếu chịu thay đổi. Sống được nếu là mình biết làm theo cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mình biết là có liên kết để có cái đầu ra để mình làm những lúa chất lượng cao, những lúa mình bán có giá hơn. Ở bất cứ đâu, người tiêu dùng cũng có thể giám sát hoạt động trên cánh đồng này. 20 ngày trước khi thu hoạch là thời điểm sát sao nhất, bởi đây là khoảng thời gian lúa phải cách ly hoàn toàn khỏi phân thuốc. Mình ra đồng mình làm cái gì, mình sẽ thuốc gì thì có bên kia theo dõi mình để mà mình quy trình mình gắn từ cho khi mình xuống giống cho tới mình thu hoạch để mà cho biết cái nguồn gốc cái gạo của mình mới gọi là sạch, chứ giờ mình mặn sao mặn đâu, nếu mà không có camera theo dõi thì mình đâu có là biết được cái nguồn gốc gạo mình sao. Ở trụ sở hợp tác xã, nông dân cũng có thể giám sát quá trình kinh doanh gạo ruộng nhà mình. Vụ vừa rồi 100% lúa ở các cánh đồng gắn camera giám sát đạt tiêu chuẩn an toàn. Làm theo quy trình còn giúp chi phí giảm khoảng 2 triệu đồng một hecta và giá bán lúa cao hơn giá thị trường 200 đồng một kg. Có camera này thì cái niềm tin
nghĩa là cái niềm tin và cái ý thức của các người sản xuất tại mảnh ruộng đó cũng như những bà con xung quanh thì ta đều có đặt cái niềm tin. Bởi vì hàng hóa mình làm thật. Lắp cái thiết bị camera thì cũng không có gì bất ngờ đối với những hộ nông dân này. Đó, mà là coi như càng làm cho người ta là coi như có niềm tin hơn. Đó, về cái trung thực của người nông dân. Cách làm này đó là để tiến tới là coi như mình xây dựng cái mã QR code đó là để truy xuất được cái nguồn gốc. Nông dân ứng dụng khoa học công nghệ để giảm giá thành sản xuất. Doanh nghiệp hợp tác với nông dân để đưa thẳng lúa về nhà máy. Nhà phân phối bắt tay với doanh nghiệp để đưa hàng đi toàn quốc. Toàn bộ chuỗi giá trị này loại bỏ trung gian, giúp giá gạo bán ra thấp hơn khoảng 15% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Trong phần tiếp theo của bản tin, hàng trăm bộ sách giáo khoa và các thiết bị giáo dục đã được trao tặng cho con em cán bộ chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiểu mục Văn hóa Việt hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế và tìm hiểu về nghề làm gốm truyền thống tại đây. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 8, 600 bộ sách giáo khoa đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Khánh Hòa. Gần một nửa trong số đó cùng với hàng nghìn cuốn vở tập viết, thiết bị giáo dục mầm non, máy tính và học bổng đã được dành cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở, trường mầm non căn cứ Cam Ranh, nơi học tập của con em các cán bộ chiến sĩ hải quân đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng 25.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn trên cả nước để tiếp sức cho các em đến trường trong năm học mới. Thưa quý vị, làng Phước Tích nằm ở huyện Phong Điền, ngoại ô thành phố Huế, là ngôi làng cổ thứ hai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia sau làng cổ Đường Lâm tại Hà Nội. Bên cạnh dấu ấn về mặt kiến trúc, xưa kia làng Phước Tích nổi tiếng gần xa với nghề làm gốm truyền thống, khiến cho ngôi làng trở nên giàu có và trù phú như ngày nay. Tuy nhiên, nghề làm gốm của Phước Tích cũng có những lúc thăng trầm theo thời cuộc. Xin mời quý vị hãy cùng Văn hóa Việt đến với làng cổ Phước Tích và tìm hiểu về nghề truyền thống này. Làng Phước Tích có hai cái điều kiện để thành được nổi tiếng trên thị trường là do cái đất sét của làng Phước Tích và cách đốt lò của làng Phước Tích. Bởi vì đất Phước Tích thì nó rất chắc. Thứ hai, cái lò Phước Tích là cái mình lò là bằng đất chịu nhiệt, mà khi đun lên thì trong đó nó trở thành men, nhưng mà mới đốt được dầu, đốt được đèn vì nó không thẩm thấu. Do cái đất Phước Tích nó như thế này, thành khi Gia Long lên ngôi 1802 buộc làng Phước Tích phải làm cái om này để nấu cơm cho vua ăn. Mà cái nào của vua thì đều gọi là ngừ cả, mà cái này gọi là om ngừ. Thành trong câu làng Phước Tích gọi là om Phước Tích, ngon cơm hoàng đế, sen hà trì nhất thể phú xuân. Cái từ chính gốc của ngày xưa là gọi là cái thùng, sau này qua cái từ là bể cạn. Vì làng Phước Tích ngày xưa làm gốm, mà làm gốm mà có lửa thì dễ sinh hỏa hoạn. Thành ra mục đích cái này để chữa lửa.
Đây là lò gốm của làng Phước Tích. Gốm làng Phước Tích nó thành lập vào năm 1470 cùng với làng thành lập làng một năm. Bởi vì làng Phước Tích lấy cái nghề gốm này để làm nghề chính để sinh sống, không có một tác dụng nào cả. Bởi thế nói đến là gốm làng Phước Tích là cả hồn lẫn cả cốt. Nhưng mà từ năm 1470 đến bây giờ cũng có những lúc thăng trầm của gốm Phước Tích. Gốm Phước Tích chủ yếu là dân dùng. Năm 1947 trở lên thì hàng dân dùng nó bây giờ nó thay thế bằng những cái đồ dùng của người nước ngoài đưa vào rồi. Thành nó bắt đầu nó chừng lại. Và đến năm 1975 sau khi thống nhất đất nước thì gốm Phước Tích bắt đầu phục hồi lại. Thế nhưng mà phục hồi lại cho đến năm 1989 thì một lần cuối cùng nữa là gốm làng Phước Tích là một lần tắt lửa nữa, tắt hẳn luôn. Khi xã hội hiện đại bùng nổ, phát lên nhiều cái sản phẩm hiện đại thì người nông dân Việt Nam, đặc biệt là người nông dân vùng Huế nhanh chóng tiếp cận những cái sản phẩm mới bằng nhôm, bằng nhựa, bằng những cái vật liệu mới. Nó nhanh chóng đẩy tất cả những cái sản phẩm đất nung của làng Phước Tích ra khỏi cuộc sống và ngôi làng nó trở nên một cái bóng hình xưa cũ của một cái lối hoài niệm. Để hôm nay làm chuông gió này hả? À, hôm nay làm chuông gió. Tại vì con bé ở trong đó nó đặt 150 chuông gió nên phải làm cho kịp 15 nên nó lấy. Bữa nay mình con đúng với cái nhiệt độ như cũ đó. Dạ. Rồi từ hôm đó nghe nó đặt cỡ là cũng vui đôi chứ đỡ mình phải làm được. Dạ không, tại vì đặt cái thời gian ngắn quá. Đặt 150 cái mà có 10 ngày lấy thì mình nguồn nhân lực hẳn đủ để làm. Sắp tới phải đi van nên mình có làm thêm kỳ nữa không? Thì chứ buộc mình con đấy con đang làm để chuẩn bị núng 1-2 cái lò nhỏ để mà phục vụ phải tiếp ăn. Người ta nói là gốm là gọi là nhất xương nhì da. Thì cái vốn của gốm Phước Tích là cái xương đất nó đã có từ lâu đời và đó là một cái nền tảng để mình phát triển. Nhì da là có nghĩa là mình phải làm cái nhì da là cái da công da cũ, làm cho cái sản phẩm nó đẹp thì mình mới đưa ra thị trường được, để phát triển lại cái làng nghề. Thì chúng tôi được cử đi mấy người là đi học tất cả những cái làng, tham quan những cái làng gốm nổi tiếng để mà học cái công nghệ mới và cái cách làm mới và để về mà phục hồi lại cái nghề gốm Phước Tích. Và những hình ảnh của làng gốm Phước Tích cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc qua ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.